Thông cáo khẩn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng đề nghị các đơn vị y tế, các đơn vị, ủy ban nhân dân các phường, nhân dân rà soát những trường hợp bản thân hoặc người thân có tiếp xúc với trường hợp công dân xã Tiền Thắng, huyện Tiền Lãng kể từ 14 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021 đến nay tại các khu vực 1. Khoa gan Tùy Mật, Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội. 2. Khu 6 Lộc Chủ, xã Tiên Thắng, xã Tiên Vinh, xã Tạm Thắng, huyện Tiên Lãng. Báo cáo ngay cơ quan chức năng, các cơ sở y tế phường gần nhất. Ủy ban nhân dân các phường ra quyết định cách ly chặt chẽ tại nhà, lập danh sách gửi trung tâm y tế và phòng y tế quận, đề nghị nhân dân các đơn vị quan tâm khẩn trương. Đấy, mọi người thấy cái loa phường chắc khó có thể bỏ được, một công cụ thông báo cực kỳ hữu hiệu vào những cái thời điểm này ở Việt Nam nhé. Chốc nữa Tuấn sẽ chia sẻ luôn cho cô chú, anh chị và các bạn một vài thông báo nữa từ chiếc loa phường để mọi người có thể hiểu rõ hơn tình hình ngăn chặn cô ấy về của Hải Phòng như thế nào nhé. Và trong video này Tuấn sẽ lang thang khoảng 14 tuyến phố vào chiều tan sở như là khu phố đi bộ Tam Bạc này, đường Ký Con này, Bờ Hồ Tam Bạc này, đường Nguyễn Đức Cảnh này, Mê Linh này, Hồ Sen này, Tô Hiệu này, Lạch Tray này, Cầu Đất này, Lương Khánh Thiện này, đường Trần Khánh Dư này, Lê Thánh Tông này, Hoàng Diệu này, Nguyễn Tri Phương này. Mọi người chú ý nhé, đến cái khu đường Hồ Sen mọi người sẽ thấy có một cái điều khác để mọi người có thể tham khảo được. Đó, một vài tuyến phố trong cái thời điểm tan sở này để mọi người có thể hiểu rõ hơn một chút về cuộc sống của người Hải Phòng đang như thế nào nhé. Và hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2021 thì thành phố cũng bắt đầu là trăng dây ở những cái khu công cộng như là công viên này, bờ hồ này, phố đi bộ này. Hiện tại thì cũng mới bắt đầu trăng dây thôi vào chiều hôm nay, nên nhiều người không biết cho nên là vẫn đi bộ tập thể dục ở cái khu vực như này. Thường thì đến ngày hôm sau ấy, thì hầu như sẽ không còn ai đi ở những cái khu vực này nữa. Thực ra thì việc đi bộ tập thể dục là tốt cho sức khỏe khi được hít thở không khí ngoài trời bên những dòng sông, bên bờ hồ. Nhưng vào cái thời điểm cô ấy về như này ấy, thì mọi người nên hạn chế ra đường, tránh tụ tập nơi đông người để cùng thành phố Hải Phòng chống dịch. Để cô ấy biến đi sớm để cho người dân còn làm việc, để kinh doanh buôn bán còn sầm uất trở lại chứ mọi người, đúng không? Và video này Tuấn để âm thanh thực tế để mọi người có thể cảm nhận được cái không khí đường phố nó như thế nào, tiếng còi xe, tiếng ồn của đường phố để như thế nào. Video này thì Tuấn không phải là quay chậm để mọi người có thể xem rõ được, nhưng mà ai có thể bấm dừng lại thì vẫn xem được. Nhưng mà trong cái thời điểm này thì đường phố nói chung là cũng không thể sôi động bằng những cái thời điểm mà cô ấy chưa về, cho nên là Tuấn đi vừa phải, tốc độ vừa phải để mọi người có thể tham khảo được. Còn đâu là những cái video cụ thể nào đó về tuyến đường nào đó để muốn chia sẻ cho cô chú, anh chị, các bạn ở xa hoặc là ở đâu đó có thể tham khảo được rõ hơn về tuyến đường đó, đang có những cái gì, làm những cái gì và buôn bán những cái gì, kinh doanh những cái gì, thì Tuấn sẽ quay chậm trong những cái video sắp tới hoặc những cái video cụ thể trong tương lai. Tuấn sẽ cố gắng làm rất nhiều video như thế để mọi người có thể tham khảo được rõ hơn. Còn nhớ là video này Tuấn để mọi người có thể ngồi xem cùng Tuấn, cảm nhận được cái âm thanh của đường phố để có thể là lòng vòng quanh Hải Phòng để cảm nhận về Hải Phòng nhé. Và để nhận được những video mới nhất từ kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì cô chú, anh chị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông ở phía dưới góc bên phải của video nhé. Và âm thanh loa phường sau đây Tuấn sẽ ghi đè lên để mọi người có thể nghe được nhé. Chứ loa phường thì một tuyến phố cũng chỉ 2-3 cái thôi, tùy độ dài của các tuyến phố. Nào, chúng ta cùng ngắm đường phố Hải Phòng trong một chiều tan sở trong những cái ngày rất là đặc biệt này để mọi người có thể tham khảo được nhé. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Hồng Bàng yêu cầu: 1. Yêu cầu mọi người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, các đám tiệc, khi tân gia, tiệc liên hoan, và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh cá nhân nếu có. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế đến những nơi có nguy cơ cao, chủ động và cam kết trung thực khai báo y tế khi có dấu hiệu hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe của bản thân, người thân hoặc cộng đồng. Các trường hợp bản thân hoặc người thân có liên quan đến các trường hợp đã được thông tin trong các thông báo khẩn trên hệ thống loa truyền thanh, cần khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất, khai báo y tế theo quy định. Ủy ban nhân dân các phường và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo điểm A khoản 4 điều 12 Nghị định 117/2020/NĐCP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 2. Dừng hoạt động các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, các vườn hoa, công viên, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm cao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, vũ trường, quán karaoke, đồng thời massage, quán bar, karaoke, các khu vui chơi giải trí, cơ sở quản lý chi tiêu, các quán ăn uống đường phố, quán trà, cà phê vỉa hè, lễ hội, đóng cửa các khu di tích, cơ sở tôn giáo, trong dịch vụ tín ngưỡng, các hoạt động thể thao tập trung đông người trên địa bàn quận cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của thành phố và quận. Các nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Các hoạt động tín ngưỡng, cưới hỏi, lễ tang thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, hạn chế tối đa số lượng người tham dự. 3. Các tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 các tổ dân phố tích cực chủ động thực hiện phương châm đi từ ngõ, gõ từng nhà và từng đối tượng để rà soát, kịp thời phát hiện các công dân về hoặc đến từ vùng dịch, người nước ngoài nhập cảnh có mặt trên địa bàn, kịp thời báo cáo ngay chính quyền địa phương. 4. Các ngành đoàn thể tạm dừng tổ chức tham quan, du lịch, tham gia các hội nghị, hội thảo tập trung đông người chưa thực sự cần thiết, tăng cường tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và gia đình. Đối với các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử các cấp. Cán bộ, công chức, viên chức trước khi ra khỏi thành phố phải xin ý kiến của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp trên trực tiếp. 5. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp công tác quản lý, tổ chức phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan đến người nhập cảnh trái phép, đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, quản lý di biến động trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự khu vực được yêu cầu, đảm bảo ổn định các nguồn cung ứng các mặt hàng thiết yếu, kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính phục vụ phòng chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ trong công tác. Đây là đường Mê Linh nhé. Hôm nay video này lang thang một chút tầm chiều để mọi người có thể tham khảo được. Đấy, như vậy là 17 giờ 17 phút. Dạo này hay lượn là giờ tan tầm á. Vào một chút đường Hồ Sen để mọi người có thể tham khảo được nhé. Đường Hồ Sen thì đang làm đường rồi, chắc là 1-2 hôm nữa là xong thôi. Rồi nhìn chưa, đang làm giải đường ở yếc hết rồi đấy, đường giải xong hết rồi. Bên này thì họ cắt một chút vào vỉa hè để làm lại đường ấy thôi đấy. Để xong luôn. chút đường Hồ Sen để mọi người có thể tham khảo được thôi. Nói chung ở đây bây giờ các quán cũng nghỉ hết rồi. Đấy. Thường là các quán cà phê, cà bia lại nghỉ hết, mọi người ở trong nhà hết. Đấy, bảng biểu nói chung là bầu cử đang diễn ra cho nên là nó cũng rất là nhiều thứ. Đây mọi người nhìn rõ đường chưa? Cắt hết 6 giờ 30, 19 giờ 30. Mọi người chú ý rẽ trái nhé, rẽ phải nhé. Nó có quy định giờ rẽ trái đấy. Khi mà đi đường Hồ Sen ra đường Tô Hiệu này, nên rẽ phải xong quanh ngược lại. Nói chung là tầm này đông lắm. Thỉnh thoảng Tuấn làm những cái video như này, cứ đi bình thường thôi, để tốc độ bình thường. Ai buồn ngồi xem coi như là ngắm nhanh đường phố. Còn sẽ có những cái video quay chậm để mọi người có thể tham khảo được rõ hơn về tuyến đường của mình nhé. Đây là đường Lạch Tray. Đi Hải Phòng hả? Đấy. Sân vận động Lạch Tray. Các quận huyện đã hoạt động trở lại theo hình thức tự nguyện tự quản. các nữ thanh niên cũng hạn chế người ra vào sân vận động nam nữ thanh niên. Sân vận động thanh niên kìa. Bên kia thì cũng trăng dây rồi. Vẫn có một vài người vẫn vào thôi. Vườn hoa nói chung là họ hạn chế. Những người nào trăng dây mà không vào được thì đấy, đấy. Trăng dây chỗ cột sao đỏ kìa. Đấy. Công văn hóa những Việt Tiệp. Chặn cửa trước thì thường hay mở cửa lắm. Tầm này chỗ đoạn này với chỗ đoạn đầu ngã tư Thành Đội ấy rất là đông. Vào Hồ Đào cũng bị chặn rồi. Thế mình quành ở đấy rồi. Cung văn hóa thiếu nhi này. Đấy. Trẻ con thứ bảy học nhưng mà chắc cũng sắp nghỉ hết rồi. Đây là chỗ Hồ Đào à. Cũng là hạn chế vào rất là nhiều luôn. Xe máy hạn chế vào. Đây là khu tưởng niệm này. Úi giời. Đấy, chặn cả hai phía đường vào Hồ Đào này. Chưa? Yeah. Rơi đồ. Đội này là một màu xanh xanh này, chấm cái màu vàng này. Đấy. Tiểu đội màu xanh. Bây giờ các trường có cả mũ màu xanh luôn, bảo hiểm màu xanh luôn, hay chưa? Đấy. Đấy. Hoa bằng lăng tím thì cũng đã mọc rồi, đã nở rất là nhiều trên con đường Cầu Đất rồi. Tiểu đội màu xanh. Thực hiện xét nghiệm nhanh đối với các đối tượng liên quan đến ca dương tính F1, F2, các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm phường bây giờ là không thể thiếu được rồi. Chính là loa phường này cũng hiệu quả thế. Bố trí không quá 150 người, điểm cầu thực hiện của các xã phường thị trấn không quá 3 người và đảm bảo các phép của mình. Đây là đường Lương Khánh Thiện nhé mọi người nhé. Phòng chống Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 20/2018. Tầm chiều lúc này là tầm 17:30 ngày mùng 8 tháng 5. Và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Trần Nhật Duật. Đường tầm chiều này thì đường này cũng khá là đông quán ăn uống các thứ. À, ga Hải Phòng đây. Đấy, ga Hải Phòng ấy. Bệnh này chỉ khổ người kinh doanh thôi, thấy chưa? Trước những cái chỗ này đường vỉa hè buổi chiều rất là dấm vui luôn. Đầu cầu trực tuyến bố trí không quá 150 người, điểm cầu trực tuyến tại các xã phường thị trấn không quá 30 người và đảm bảo giãn cách 1 mét. Còn nướng ship tại nhà. Bây giờ 6 giờ kém rồi, chuẩn bị lên đèn rồi. Đây ra chỗ ngã 6 chỗ đây. Rẽ phải ở Đà Nẵng, rẽ phải bên phải nữa là ngã 6. Còn mình đi ra đường này nhé. Trần Khánh Dư. Tầm chiều đầu đường này quán bia uống đông thấy rồi. Trần Khánh Dư này thì cũng đã chia sẻ với mọi người về cái khu chỗ hải đăng này, chỗ hải sản ở chỗ Trần Khánh Dư, chỗ hải đăng Plaza này này, hải sản ở đây. Thì trong này tổ chức tiệc cưới, thì chỗ hải sản thì các thứ thì ăn nó lui xuống phía dưới này một chút, nhưng mà rất là đông. Ở đây quán cà phê thì cũng phải ngồi hết vào trong rồi. Như tầm chiều ở đây thường là cũng nhộn nhịp lắm. Đây, thì rẽ ở đây là hải sản này, đấy, chợ hải sản. Chỗ hải sản đấy khá là to, nhưng mà nói chung là ăn uống giá cả nó cũng ok, hợp lý, mình thấy hợp lý. Bây giờ thì đi thẳng ra đường Lê Thánh Tông. Đó. Có quán cà phê cũng đóng cửa rồi, quán cà phê vườn. Đợt tới sẽ review cho mọi người chi tiết một hai quán ở đây để mọi người có thể tham khảo được rõ hơn nhé. Sẽ phải ra đây là chỗ mấy tòa nhà thành đạt này, chuyên về hãng tàu làm thủ tục lệnh nhất các thứ. Đấy, chia sẻ mọi người một chút. Bây giờ họ cũng nghỉ rồi, mà hôm nay là thứ bảy thì hãng tàu cũng nghỉ luôn. Phía trước mọi người là đường Nguyễn Trãi cũng chia sẻ mọi người rồi nhé. Cái khu về sau dự kiến trong tương lai là cái cầu Nguyễn Trãi là sẽ ở trước mặt mọi người. Đầu kia là đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Trãi. Từ Nguyễn Trãi sẽ phải đi ra Lê Hồng Phong ấy. Rồi bây giờ quành lại đấy. Đông xe nhé, đường này là khá đông xe, nhưng mà tầm chiều này thì hôm nay là thứ bảy cho nên là nó cũng vắng, đỡ đi bao nhiêu luôn. Tòa nhà thành đạt này rất là đẹp, to. Đây, chỗ đầu này là Vinhome. Đây, trong này là cảng này. Đấy. Vinhome. Vinhome Plaza. Không biết về sau đối diện này nó bị rời đi không, chưa biết được. Cái này mọi người phải tham khảo các dự án ở bên này, ở Hải Phòng, ở cổng thông tin thành phố Hải Phòng nhé. Đấy. Bên này là cảng. Đấy. Chưa biết được sau này như nào, nhưng mà thấy bảo về sau có thể chỗ này đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là tòa nhà 72 tầng trong tương lai, nhưng mà không biết là như thế nào đây. Của anh FLC thì anh ấy cũng nghỉ rồi sao. Đấy. Cổng cảng ấy, cổng cảng 1. Hôm nay là khu công viên. Tòa nhà kia mọi người nhìn chưa? Trường Trần Phú cũ ấy, chỗ đất Trường Trần Phú cũ ấy. Đấy. Cũng đóng hết rồi, cũng răng dây hết rồi. phố Hoàng Diệu. Tôi chia sẻ với mọi người một chút để mọi người có thể tham khảo nhé. Cô chú anh chị và các bạn nào vào lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Thỉnh thoảng cứ chiều lang thang một số tuyến đường khác nhau để cô chú anh chị các bạn tham khảo được. Còn đâu review về một tuyến đường cụ thể thì sẽ review chia sẻ cho mọi người sau để nó rõ ràng hơn. Còn lang thang này để mọi người có thể cảm nhận được cái không khí thực của đường phố nó như nào. Cái thời điểm cô ấy đang có vẻ là định bùng phát như này thì thành phố sẽ như nào. Hôm nay là thứ Bảy, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày mùng 8. Hôm nay là 6:15 rồi đây. Đây là Đường Tri Phương này, Đường Tri Phương ấy. Lại tắt đường. Ui giời, rõ tắt. Đường lách hơi ác ấy. Ui giời. Đấy, mọi người nhìn thấy chuyện tắc đường. Ở đây thì cả tắc đường thường xuyên. Về chỗ bưu điện thành phố này sẽ phải là ra cầu Hoàng Văn Thụ. Đấy. Đấy. Phải là ra cầu Hoàng Văn Thụ. À, có xe của ai? Rồi bây giờ Tuấn lượn về nhà đấy, chia sẻ một chút với mọi người có thể tham khảo được. Chỗ này có âm thanh của mùa hè nhé, âm thanh mùa hè video Tuấn sẽ chia sẻ trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng, mọi người có thể tham khảo trên đấy. Âm thanh của mùa hè, mọi người biết âm thanh của hè là gì? Đây là chiều hoàng hôn trên dòng sông Tam Bạc. Đấy. Đây là cầu Lạc Long. Dẹp hết vào trong rồi này. À, một địa điểm check in phố đi bộ Thế Nữ. Đoạn này thì bên kia thì đang răng dây dần, bên này thì sắp sửa răng dây rồi nhé mọi người nhé. Đây, mọi người đến đây check in buổi chiều rất là nhiều. Đấy, check in rất là đông. Khu nhà mình ở phía trong, đường phía trong. Check in phố đi bộ. Check in khá đông rồi. Bắt đầu lập chốt. Em chuẩn bị ứng cử đại biểu Quốc hội rồi. Đi xe đạp á?